Em Quang Vững xin kính chào các bác. Trong video này em Quang Vững xin giới thiệu các bác những bộ ấm chén đến từ châu Âu. Thì ở đây em có tất cả là 7 bộ. Thì trong này nó có 4 bộ là đến từ đất nước Đức của hãng Bavaria. Còn lại 3 bộ ở trong cùng thì đó là bộ của hàng vải thạch khắc, thì đều là hàng châu Âu. Thì bộ đầu tiên thì đây là bộ đầu tiên là bộ của Đức này, hãng Bavaria. Thì nó đều được mạ vàng luôn nhé, mạ vàng và vàng của nó là toàn là vàng 18 đến 22 carat luôn nó, và được in hình đôi tình nhân đấy, cái chén này cũng in luôn. Thì tất cả bốn cái bộ này đều là bộ cổ, vì thế là người ta nó có cái tiêu chuẩn, ta nhìn kỹ cái sức sức ở đây rồi, nhưng mà nói chung là tình trạng nó còn rất là đẹp. Thì bộ số 1 em để là bộ số 1 em bán là 6,5 triệu. Thì nó gồm có 6 chén, 6 đĩa và một ấm pha trà, một là tách để đường và một cái để sữa đó. Và bộ thứ hai thì cũng là hãng Bavaria, thì nó cũng gần như cái bộ số 1 mà em vừa giới thiệu cũng như vậy đấy, cũng có hình có hình này đấy, có hình luôn này đấy, hình ở cái đệ chén này hình luôn đó. Thì bộ này em cũng giao lưu với bác là 6 triệu đấy. Và bộ thứ ba thì cái bộ này thì nó cái hoa văn nó khác đi một chút đấy, nó làm cái dòng kẻ bên dưới cũng mạ vàng 18-23 carat, cũng có hình nhưng mà cái đĩa nó không có này đó, đây là logo nó này, tất cả một cái còn ok đấy. Thì bộ này tình trạng còn khá đẹp đấy, cái ấm của nó thì cái dòng kẻ ấm nó không có hình hoa văn đó. Thì bộ này em giao lưu bác là 6 triệu đấy. Và bộ thứ tư thì bộ này thì nó bé xinh xinh đấy, cái nhìn của nó bé xinh xinh đấy, cũng có hình này, chén không có mà bộ này còn rất đẹp, còn cực kỳ đẹp luôn. Thì bộ này giao lưu với bác là 6,5 triệu. Đây là đường nhà bộ âm chén cổ. Và trong cùng thì em có 3 bộ và tiếp khắc. Bộ đầu tiên cái bộ màu hoa văn cũng vẽ vàng, hoa văn vàng này này, bên trong nó vàng này, rất đẹp. Và bộ này âm chén là to, âm rất là to, hoa văn vàng. Cái này thì chúng ta để trang trí đều đẹp hết. Thì những cái bộ to này thì ngoài ra còn những cái thìa này, những cái thìa để pha này đấy. Thì bộ này em bán 12 triệu đó. Và bộ thứ hai thì cũng có hoa văn cũng như vậy đấy, cũng mạ vàng bên trong khá đẹp, rất tuyệt vời, ấm to đấy, cái bên trên là ngọc trai cơ đấy. Thì bộ này cũng 6 chén đấy, và những cái tách giống những bộ trước như những bộ kia thôi. Thì bộ này thì cũng giao lưu bác 12 triệu. Và bộ cuối cùng hàng tập khắc thì được mạ vàng hết đấy, hoa văn mạ vàng hết đó, vàng rất đẹp luôn, mạ vàng cái này mạ vàng luôn, mạ vàng 22 carat luôn. Thì bộ này giao lưu của bác là 5 triệu đồng đấy. Tổng cộng là 4 có 7 bộ. Thì bác nào yêu thích âm chén châu Âu, âm chén cổ châu Âu thì xin gọi cho em đồng hồ của Quang Vững. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi video. Xin cảm ơn các bác đã ủng hộ em Quang Vững và tiếp tục theo dõi Quang Vững bằng cách đăng ký kênh, ủng hộ em Quang Vững vì kênh cũ của em đã bị kẻ xấu tấn công nên bị mất. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bác ở đồng hồ của Quang Vững.